Đồ đã. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình làm chuột muối xả ớt chiên. Bữa nay mình gài được 4 con chuột, chuột mình cũng đã măng sạch sẽ. Chuột thì mình cắt ra cho vừa miếng ăn. Bắt đầu mình ớp nó, để muối và bột ngọt. Mình để xả ớt bằm dầu, mình trộn đều lên để tầm khoảng 15-20 phút là nó thấm đều rất là ngon. Chuột cũng đã thấm, mình cho lên chảo mình chiên nữa. Chiên bay mùi xả rất là thơm. Còn đây là cảnh buổi chiều của khu vực của mình. Muối xả ớt chiên nè, đó, nó gài được 4 con. Đó, thôi nha, mời tất cả mọi người ăn nha, chuột nha. Đây, rất là ngon. Sao đâu? Cắm cái mắm me mới đúng bề. Quá tuyệt vời. Xả thơm ớt, cay cay ăn nó đã. Quá tuyệt vời. Xả thơm ớt, cay cay ăn nó đã. Có cái mắm mè càng cơm ăn quá đã. Sao đâu rồi, để gió héo quá héo rồi. Chết mẹ héo luôn. Đồ đã. Tuyệt vời.